Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn câu này với máy tính Casio. Đầu tiên á, mình phải vẽ hình ra cho dễ hình dung. Y bằng x bình phương chia cho 2, đó chính là một cái hình parabol như thế này. Còn y bằng căn của 2x á, thì nó là cái phương trình như thế này. Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ tại vị trí giao điểm của chúng ta có x bằng 0. Và vị trí thứ hai là cái vị trí này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái cục này nè bằng nhau. Sau đó để số 2 lên đây. Sau đó chúng ta bình phương cho cả hai bên lên thì chúng ta sẽ có là 2 căn 2 tất cả bình phương, chúng ta ra số 8. Cái này ra chữ x, cái này ra x mũ 4. Như vậy chúng ta đẩy 8x sang bên kia. Như vậy lấy x ra. Thì cái này á, chúng ta có x bằng 0 là cái cục đầu tiên. Và cục tiếp theo là x mũ 3 trừ 8 bằng 0. Thì chúng ta sẽ có x sẽ bằng số 2. Như vậy giao điểm của chúng ta ở đây là số 2. Và bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio thôi. Chúng ta sẽ có tích phân từ số 0 cho đến số 2. Và bây giờ chúng ta thấy rõ, cái đường phía trên này chính là căn bậc 2 của 2x. Trừ cho x bình phương chia cho 2. Thì máy tính sẽ tính ra cho ta là 1.3333 gì đó, đó chính là 4 chia cho 3. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.